Đây là kiểu hoa cúc tán cánh kiểu mới mọi người nhé. Cánh này thì chúng ta tán sẽ rất là đơn giản thôi và rất là nhanh thôi ạ. Đây, sẽ kết hợp cả với cồn loang và để vẽ nhụy nữa mọi người nhé. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Thảo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng vẽ hoa cúc kiểu mới nhé. Và chúng ta đã chuẩn bị sẵn một chai sơn thạch đây. Và chúng ta sẽ sơn lên nền móng mọi người nhé. Nếu như ai có móng que, ai có móng bẻ trong thì càng đẹp nhé. Còn ở đây hôm nay Thảo không tìm thấy cái móng trong đâu nên đành dùng móng đục này vậy. Sơn sơn thạch lên nhé. Thời gian trước thì sơn thạch phải gọi là làm mưa làm gió luôn. Thế nhưng mà riêng các dòng sơn thạch hay là sơn nhũ giả bột thì nó đương nhiên là hot một thời gian nhưng mà nó sẽ không bao giờ bị quê, không bao giờ bị lỗi mốt đâu mọi người ạ. Đây, chia đều mình sơn lại thêm nhé. Bởi vì màu sơn thạch này được khách hàng rất là ưa chuộng luôn. Đó. Rồi. Sau khi sơn lần thứ nhất xong chúng ta sẽ hơ đèn nhé. Sau khi hơ đèn xong này. Ok, sau khi hơ đèn xong mình sẽ sơn lên lớp thứ hai nhé. Rồi, sơn lớp thứ hai thì chúng ta cũng bỏ vào hơ đèn tiếp theo 60 giây mọi người nhé. Trên móng giả thì mình chỉ cần hơ cho nó ít thời gian thôi, đủ khô là mình có thể làm được. Ok, và đã xong thì chúng ta sẽ sử dụng cây cọ Geneva số 2, đây là cây cọ hoa cúc nhé. Không tìm thấy khay để sơn nên Thảo đã để cái màu gel vẽ lên cái thẻ này đây. Mình bắt đầu vẽ nhé. Rồi. Đó, vẽ đường ở giữa cao nhất và đường hai bên thấp hơn nhé. Vuốt về giữa này. Rồi, hai bên nhạt hơn một chút nhé. Đó, cái cánh này hơi lạ một chút. Thật ra thì Thảo gọi đây là hoa cúc thôi. Đúng ra thì không thể biết là nó có tên là gì được. Tại vì là con hoa này cánh tán theo kiểu rất là lạ. Tại vì vẽ không có hoa cúc nên Thảo đã đặt tên nó là hoa cúc thôi nhé. Đó, bởi vì vẽ hoa cúc theo cái cánh bình thường quá thì chúng ta cũng nhiều rồi ý. Nên Thảo muốn vẽ cái kiểu mới hơn. Rồi. Đó. Vẽ lại các đường nét cho đẹp hơn nhé. Hết mất gel thì mình sẽ lấy thêm gel nhé. Đây là gel vẽ bình thường mọi người nhé. Lấy ra này. Bình thường thì mình cho lên cái khay để sơn, để màu vẽ thì nó sẽ đẹp hơn và có cảm hứng để vẽ hơn. Rồi. Rồi nhá. Cái cây cọ hoa cúc này thì vẽ được rất là nhiều các loại hoa luôn. Như Thảo vẫn hay nhắc học viên ấy thì nhắc nó gọi tên là cọ hoa cúc thôi, nhưng mà nó thể vẽ được rất là nhiều loại hoa. Đấy, các bạn mà không lười lấy cây cọ số 3 ra thì lấy chính cây cọ số 2 để tán vân đá luôn vẫn được. Mình sẽ hơ đèn nhá. Sau khi làm xong mình sẽ hơ đèn nhá. Sau khi hơ lần thứ nhất xong thì chúng ta sẽ sơn lên đây một cái lớp liên kết, lớp bay quartz đó của hãng Geneva này mình sơn lên nhá. Tức là nếu như mình không sơn lên, lát sau mình cho cồn loang lên cái lớp này thì nó sẽ bị mất màu sơn ấy, loang mất màu sơn đó mọi người. Rồi mình sẽ hơ đèn. Sau khi hơ đèn xong chúng ta sẽ lấy ra đây cồn loang của Geneva nhá. Mình sẽ lấy màu số 4 để tán cái phần nhụy nhá. Lấy thật ít thôi mọi người nhá, để chúng ta điều khiển được cồn loang, chứ lấy nhiều nó tự loang ấy. Tự loang thì cũng tốt thôi, nhưng mà khi mà vẽ vào cái nhụy thì nó sẽ không được đẹp đâu. Mình sẽ dùng chai số 12 là chai trong suốt để mà tán ra cái phần này nhá. Tán nhạt các cái phần cồn loang. Đó. Lau đi. Lấy tiếp này. Cũng lấy cái nước này ít thôi mọi người nhé. Lấy nhiều quá thì nó trôi hết cả cồn loang của mình đi luôn. Rồi mình sẽ lấy thêm nhá. Lấy thêm làm màu đậm hơn nhá. Đậm hơn là phần nhụy ạ. Thêm một chút nữa nha. Cái phần này càng đậm thì lát sau chúng ta sẽ vẽ phần nhụy hoa thì sẽ càng xinh. Đó. Rồi mình tiếp tục tán ra nhé.
Lấy thật ít thôi mọi người nhé. Ok, chúng ta lau đi này. Mỗi lần làm cái này xong mình phải lau đi nhé, không có nó sẽ bị vàng mất cái chai chống 12. Đó. Sau khi làm xong rồi chúng ta sẽ vẽ nhá. Mình sẽ vẽ thêm phần cánh. Không chỉ để nguyên phần cánh đâu mọi người nhá. Mình sẽ vẽ phần cánh đấy ạ. Đây mình cho nốt phần cột loang này vào cho nó đậm hơn này. Ok, đã xong. Mình sẽ vẽ cánh nha. Bây giờ bắt đầu vẽ cánh này. Vẽ thêm một vài phần cánh đậm hơn. Thật ra trên video thì mình nhìn nó sẽ không được hết các cái tầng kiểu chỗ đậm chỗ nhạt ấy, nên là nhìn nó sẽ bớt xinh hơn ở ngoài đó mọi người. Đối với các bộ móng cũng vậy. Học viên lúc nào nhìn thấy cũng bảo là trên YouTube nó không đẹp bằng ở bên ngoài luôn. Tại vì máy quay chỉ thể hiện được một phần góc quay thôi, không thể hiện được tất cả các phần góc quay nên là nó không thể nhìn được như bên ngoài á mọi người. Rồi. Sau đó thì mình vẽ xong mình sẽ hơ đèn nhá. Hơ đèn xong mình sẽ vẽ nhụy của nó mọi người nhá. Và video ngày hôm nay được quay vào hôm mà hôm nay đang khai giảng khoa học mới luôn. Thảo cũng khá là bận nhưng vẫn dành ra thời gian để quay video để dành tặng cho mọi người để mọi người xem nhé. Thì nếu mọi người thấy video hay, có ích mọi người hãy comment phía bên dưới, hãy bình luận với bên dưới để Thảo có nhiều động lực hơn để làm video dành tặng cho mọi người nha. Sau khi vẽ nhụy xong mình sẽ hơ đèn. Hơ đèn xong thì chúng ta sẽ dùng lên đây cái chai top lì của Zediva nhé. Đấy, top lì này thì thường Thảo hay dùng dòng Vinimay nhưng từ khi cái dòng Zediva nó đẹp quá luôn thế ra nên là nghiện luôn, dùng luôn. Tại vì các cái sản phẩm của Zediva vừa chất lại còn vừa đẹp nữa, mà giá không quá cao luôn. Đây, vậy chúng ta đã hoàn thành xong sản phẩm nhá. Mọi người nhìn quan sát kỹ lại một lần nữa hoa cúc của chúng ta đây ạ. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của Thảo trong video vừa rồi. Hãy ấn vào nút subscribe, nút đăng ký ở phía bên dưới màn hình để nhận được video của Thảo sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, ấn vào nút hình quả chuông để lần sau khi Thảo phát sóng, bạn sẽ nhận được video của Thảo sớm hơn những người khác. Nghi Thảo xin chào các bạn và xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Nghi Thảo.